Thì đầu tiên thầy nói lại một chút về cái hệ thống UTS của các bạn. Thầy chia sẻ màn hình đây. Thầy chia sẻ. Các bạn thấy đây là cái hệ thống UTS của các bạn và đây là lớp học của các bạn. Thì hầu như ở trên lớp học này, các bạn thấy được cái màn hình, cái trang nền tảng online mà thầy dạy các bạn thấy rồi phải không? Alo, các bạn thấy được cái màn hình không? Dạ thấy. À thầy ơi, dạ thấy. Rồi, cảm ơn. Thì ở trên đây đó là hầu như tất cả các bài giảng là đã được đưa lên hết cho các bạn rồi. Và mọi cái thông tin là đều có. À, đầu tiên thầy nói về syllabus này, nó là cái gì? Nó là cái đề cương chi tiết. Các bạn bấm vào, các bạn sẽ ra, các bạn sẽ thấy được cái đề cương chi tiết ở đây. Đề cương chi tiết ở đây nó sẽ cho các bạn biết số chỉ mà các bạn học môn này. À, giáo viên phụ trách, mã học phần, tên, mục đích và các cái bài kiểm tra. Nha. Thì cái này là cái bản này thầy sẽ cập nhật lại một chút. Thì thật ra chúng ta chỉ có kiểm tra một cái bài giữa kỳ thôi. Cái này là hai cái thầy, bản cũ của thầy, thầy sẽ cập nhật lại cái bản mới sau. Thì chủ yếu một thì kiểm tra giữa kỳ một hay hai lần thì chúng ta coi như cái lần cái bản mới thì các bạn nhẹ hơn là chỉ kiểm tra một bài giữa kỳ thôi. Và kiểu hình thức kiểm tra đó là trắc nghiệm. Trắc nghiệm ở đây không đánh đố gì cả, nó nằm toàn bộ trong nội dung thầy dạy. Và các cái câu hỏi, thậm chí các câu hỏi, các dạng câu hỏi trắc nghiệm là thầy cũng đưa ra trước cho các bạn luôn. Trong quá trình học, sau bài học thầy đều đưa ra cái câu hỏi trắc nghiệm. Và các bạn xem các câu hỏi trắc nghiệm đó, các bạn tự trả lời. Có thể tự ôn tập trước ở nhà, rồi cho nó quen. Rồi bắt đầu khi các bạn làm bài, thì các bạn làm online trên hệ thống này luôn. Hệ thống tự tính giờ cho các bạn, tự chấm điểm cho các bạn, tự làm hết. Thầy chỉ làm mỗi việc đó là thu điểm của các bạn lại, nhập điểm thôi. Nha. Đó, thì toàn bộ hệ thống, tại vì thật ra cái này đó là được xây dựng từ đầu, đó là toàn bộ cái hệ thống ngân hàng câu hỏi là thầy soạn. Đáp án thầy soạn, mọi thứ thầy soạn hết, nó trở thành một cái hệ thống online tự động và các bạn cứ thế. Tới lúc mà thầy thông báo các bạn kiểm tra là các bạn cứ làm bài kiểm tra. Ha. Rồi sẽ có điểm. Còn cuối kỳ các bạn phải làm một bài báo cáo. Một bài báo cáo cuối kỳ cho thầy. Bài báo cáo này chắc khoảng tầm 2-3 trang thôi. Nếu bạn thích viết dài hơn cũng được. Nhưng mà chắc không có gì nhiều để cho bạn viết dài hơn. Thì bài báo cáo này nó được trình bày ở dạng là một cái bản đánh giá. Một cái bản đánh giá rủi ro. Một cái bản đánh giá rủi ro về... một bạn đánh giá rủi ro về một cái quy trình làm thí nghiệm hay một cái hoạt động làm thí nghiệm nào đó. Thì thầy biết lấy ví dụ như là các bạn tới năm 3, thầy sẽ đặt cho các bạn tình huống các bạn đang ở năm 3, các bạn chuẩn bị vào phòng thí nghiệm, các bạn làm thí nghiệm, các bạn sẽ tiến hành các cái bước rửa mẫu, dùng acetone, dùng IPA, dùng nước cất để các bạn rửa mẫu. Thì thầy sẽ yêu cầu các bạn đánh giá cái sự nguy hiểm có thể xuất hiện trong cái quá trình các bạn làm. Và nó liên quan đến an toàn lao động mà. Thì tất nhiên là bây giờ các bạn không biết đánh giá đâu. Tại vì thầy chưa dạy các bạn. Nhưng trong quá trình các bạn học này thì dần dần các bạn sẽ biết hết cách đánh giá. Thầy sẽ dạy các bạn từng bước từng bước. Chúng ta đánh giá sự nguy hại của quá trình. Và chúng ta... đề xuất các phương án để giảm bớt sự nguy hại đó, coi như là đề xuất phương án kiểm soát nguy hại để chúng ta được an toàn nhất. Đó. Thì cái đó là cái mục đích và cũng là cái nội dung của cái bài báo cáo cuối kỳ. Thì về nội dung chi tiết của từng học phần thì các bạn sẽ học về 4 chương là chủ yếu, chính chủ yếu ha. Ở đây là thầy đưa tới 5 chương ha. Thầy sẽ đưa lên cái đề cương mới này. Để thầy mở cái đề cương mới đây nha. Đây.
Các bạn thấy cái này chưa? Cái đề cương mới thầy rút ngắn lại thì học ngắn hơn một chút. Chúng ta học 4 chương. Chương 1 là giới thiệu chung về thế nào là an toàn và các cái quy ước quốc tế về việc thông báo các mức độ nguy hại khi chúng ta làm việc với hóa chất hoặc là làm trong môi trường có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Cái chương 2 đó là sẽ dạy cho các bạn về cái cách mà chúng ta phản ứng lại với những cái tình huống khẩn cấp, ví dụ như thiên tai hỏa hoạn, và cái cách mà các bạn lập một cái kế hoạch để làm sao ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra nếu như bạn là người phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý. Thì bây giờ các bạn là các kỹ sư, nhưng mà sau này các bạn ra các bạn đi làm thì các bạn sẽ là những người có cái vị trí quan trọng trong, sau một thời gian bạn sẽ là người có vị trí quan trọng trong công ty đi chẳng hạn. Thì hoặc là bạn thích làm về an toàn, bạn làm về an toàn thì bạn phải là người ra kế hoạch để ngăn ngừa hỏa hoạn. Đó là một trong những nhiệm vụ của người làm về an toàn. Chương 3 thầy sẽ dạy cho các bạn về cái thiết bị bảo hộ lao động, các loại thiết bị bảo hộ lao động bao gồm bảo hộ tay, bảo hộ mắt, bảo hộ phổi, bảo hộ hồi hơi hô hấp của chúng ta, bảo hộ mặt, vân vân. Các cái quy cách của thiết bị, làm sao mà chúng ta biết là quy cách nào là hợp lý? À, chúng ta sẽ được giới thiệu vào đó. Và cuối cùng là cái chương 4 là cái chương chúng ta luyện tập trước cho cái bài báo cáo mà các bạn sẽ nộp cuối kỳ. Đó là chúng ta phải xác định và kiểm soát rủi ro. À, toàn bộ là 4 chương mà các bạn sẽ học, đúng không? Ok, như vậy đó là toàn bộ nội dung chương trình mà thầy sẽ dạy cho các bạn xuyên suốt trong quá trình các bạn học. Rồi, đó là phần đề cương. Rồi còn phần tài liệu tham khảo thì các bạn có thể xem các tài liệu tham khảo ở đây. Đây là một số sách về nó liên quan tới cái nguy hại của các cái hóa chất ở cái nơi làm việc, các bạn có thể đọc thêm. Có thể bây giờ các bạn chưa cần đâu, nhưng mà sau này các bạn sẽ cần. Rồi, về các cái bài học thì các bạn có từng chương đó, thầy đưa ra từng chương cho các bạn thì các bạn cứ học, đúng không? Rồi, có các cái câu hỏi, các cái câu hỏi và các cái đáp án. Tất nhiên một vài cái bài đầu tiên đó, thầy đưa ra một hai bài mà nó có đáp án đó để làm mẫu cho các bạn làm. Tuy nhiên các cái bài sau và các cái chương sau thì không bao giờ có đáp án nha. Và chúng ta phải tự chúng ta đọc để chúng ta tìm ra cái đáp án, chúng ta hiểu bài chúng ta mới trả lời đúng được. Thì ở đây nó không yêu cầu, nó không đánh đố gì các bạn, nhưng nó yêu cầu các bạn phải học, tức là các bạn phải đọc qua. Và toàn bộ tài liệu ở đây thầy để cái tiêu đề nó là tiếng Việt, nhưng trong đây toàn bộ thầy dạy bằng tiếng Anh hết. Có vài chỗ thì có thể có song ngữ, nhưng toàn bộ là thầy dạy bằng tiếng Anh hết. Tất nhiên là dùng nói với nhau thì thầy dùng tiếng Việt với các bạn, nhưng tài liệu là bằng tiếng Anh, tất cả bằng tiếng Anh. Rồi trong chương 4 thì thầy có hướng dẫn các bạn về các đánh giá các rủi ro. Ví dụ như ở đây nó có cái bảng đánh giá rủi ro. Cái bảng đánh giá rủi ro này là cái của cái trường đại học Sheffield, là cái nơi mà thầy làm việc gần nhất trước khi thầy quay trở lại trường của mình, hay là trường Sheffield ở Anh. Trước khi thầy quay lại trường của mình thầy dạy thì thầy làm việc ở trường này. Đó, thì đây là một cái bảng đánh giá rủi ro ở cái trường đó. Người ta đánh giá đâu và rất là nhiều cái này. Ở cái hành động này là làm gì? Người ta làm cái PCB, cái mặt PCB là cái mặt điện tử đó, các bạn biết mặt điện tử ha. Cái mặt PCB là một cái mặt in điện tử. Thì chúng ta dùng cái mặt đó để chúng ta làm ra các cái thiết bị điện tử đó. Thì người ta đánh giá cái nguy hiểm, đánh giá cái rủi ro trong cái quy trình mà người ta làm ra cái mặt này, bao gồm người ta hàn chân các linh kiện vào trong cái bo mạch này luôn.
Đó, các bạn thấy người ta đánh giá có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới. Và ứng với từng yếu tố thì người ta cũng phải đưa ra cái ảnh hưởng, đó là người nào bị ảnh hưởng. Ha, và ảnh hưởng có thể bị ảnh hưởng là tới bộ phận nào. Và phải đưa ra cái phương án, các cái phương án mà bên đây là cái cột cuối này là đã là các cái phương án mà để cái phương án thêm thôi, cái phương án này mới là phương án chính này. Phương án đưa thêm và phương án chính để làm sao để giảm cái rủi ro. Thì khi người ta đưa phương án đó, ví dụ như người ta phải đưa cụ thể là đeo mắt kính, thì cái chuẩn của mắt kính phải là gì? Đây là cái chuẩn mắt kính theo cái chuẩn châu Âu. Các bạn có thể tự tìm hiểu xem cái chuẩn mắt kính này là gì. Chúng ta bấm vào. À, đây là cái chuẩn bảo vệ mắt. À, IN 166, đây là cái chuẩn kính bảo vệ mắt. Các bạn thấy thì hầu như là chúng ta phải khi chúng ta đã nói về cái bảo vệ mắt thì chúng ta phải đưa ra cái quy cách của thiết bị bảo vệ mắt. Thiết bị bảo vệ mắt là cái như thầy bữa nói đó, IN 166, nó sẽ có tiêu chuẩn của nó. Thì khi chúng ta đưa ra như thế này thì bản thân chúng ta tự đi mua thiết bị bảo hộ cho chúng ta, hoặc là khi phòng thí nghiệm họ lập kế hoạch, hay bản thân các bạn là chuẩn bị làm đồ án đi, các bạn đi mua những cái kính bảo hộ cho các bạn, thì các bạn hỏi nhà cung cấp là họ sẽ biết những cái tiêu chuẩn này, họ sẽ cung cấp đúng cái tiêu chuẩn đó cho các bạn, sẽ đưa cho các bạn có các cái lựa chọn. Thì sau khi chúng ta thống kê, chúng ta đưa ra cái phương pháp kiểm soát rủi ro, nếu như tất cả đều ở mức rủi ro là thấp hết thì nhìn vào đây tất cả mức thấp hết, tổng điểm thấp, thì chúng ta mới khi nào tất cả rủi ro đều thấp hết thì cái thí nghiệm này mới được làm, cái hoạt động này mới được làm. Thì đây là cái quy trình mà chúng ta làm một cái bản báo cáo cuối kỳ, một cái bản báo cáo, một cái bản thu hoạch cuối khóa cho các bạn. À, rồi bây giờ các bạn đã có thể hình dung được các bạn sẽ làm gì cho cái bài cuối kỳ. Tất nhiên để làm được cái bản này các bạn phải học từ chương 1 tới chương 3. Thì xong cái quá trình học á, thì tất nhiên các cái phần giữa kỳ hay cuối kỳ này thầy cho ẩn trên tường, các bạn nó không hiện ra đâu, chỉ có thầy thấy thôi. Thì khi nào cần hiện thì thầy sẽ cho nó hiện lên nha. À, ví dụ như đề thi là thầy sẽ cho khoảng nhiêu câu đó, trong thời gian bao nhiêu đó, thì lúc đó nó sẽ tự hiện lên cho các bạn. Được chưa? Rồi trong quá trình các bạn sau khi học học xong một buổi, thầy sẽ ghi âm lại và thầy sẽ phát, thầy sẽ đưa link YouTube cho các bạn. Ví dụ như đây là một cái bài Đây giảng cũ của thì thầy. ở đây các bạn thấy nó có những cái số định danh, ví dụ như cái class number, Đó, đây là một cái bài class giảng, number nó phía dưới. cái bài giảng cũ của thầy, thầy up lên để làm tài liệu tham khảo thêm cho các bạn thôi. Thì các cái bài học hiện tại của các bạn thầy có thể up lên thêm ở đây. Còn cái này cái bài cũ, nhưng mà hiện nay thì nó đang ở chế độ ẩn cho các bạn rồi. Thì thầy sẽ post lên sau cho các bạn cũng được. Thầy sẽ cho nó hiện lên sau để cho các bạn có thể tự tham khảo thêm được. Thì đó là toàn bộ cái nội dung, cái cách làm việc của chúng ta. Thì như vậy các bạn, đối với các cột điểm của các bạn đó thì các bạn có cái gì? Đối với cột điểm các bạn có là báo cáo cuối kỳ nè, rồi có thi giữa kỳ nè, và điểm danh. Các cột điểm của các bạn đó là như thế ha. Có điểm danh, giữa kỳ và cuối kỳ. Cuối kỳ thì mạnh ai nấy làm, không có làm chung nhóm. Giữa kỳ thì cũng vậy, trắc nghiệm mạnh ai nấy làm. Thì cái buổi giữa kỳ đó thì thầy sẽ thông báo cho các bạn trước một tuần, tức là cái tuần đó là trước khi chúng ta kết thúc chương 3. Sau khi chúng ta vừa kết thúc chương 3 xong là thầy thông báo với các bạn là các bạn tuần sau nữa các bạn kiểm tra giữa kỳ. Các bạn tới cái buổi đó các bạn kiểm tra thôi. Rồi các bạn có thắc mắc gì không?
Có thắc mắc gì không các bạn? Có ai thắc mắc gì ha, có muốn giới thiệu gì ha, muốn giao lưu gì không? Thầy ơi thầy, Ơi rồi nói đi em. em muốn hỏi là ở trong tài liệu em thấy là toàn bằng tiếng Anh không, thì sau này tụi em kiểm tra hay thi giữa kỳ cuối kỳ thì tụi em làm bằng tiếng Việt hay tiếng Anh thầy? Các bạn muốn làm bằng tiếng Anh luôn Không. không? Dạ thôi thì Thầy ơi. đưa cho các bạn là tiếng Anh hết thì bắt các bạn phải đọc tiếng Anh đó, nhưng mà khi thi đó là có song ngữ. Khi thi đó là trong cái bài giữa kỳ các bạn là câu hỏi và câu trả lời đều có dòng tiếng Việt và tiếng Anh ha. Rồi còn bài cuối kỳ thì các bạn có quyền viết bằng tiếng Việt. Bản thu hoạch cuối kỳ các bạn có quyền viết bằng tiếng Việt. Vậy ha. Rồi cảm ơn câu hỏi rất xác đáng. Câu hỏi rất xác đáng. À, nhưng mà trong cái nội dung học thì các bạn biết họ bây giờ đó là hầu như các cái môn học giáo viên dùng song ngữ nhiều lắm, tại vì trường mình đang nhắm tới tương lai tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính dùng trong trường luôn mà. Các bạn vô đây các bạn đừng ngại rằng tiếng Anh mình còn kém, tiếng Anh kém đó bình thường. Hồi thầy như các bạn lúc vừa mới vừa mới vào đại học được rồi tiếng Anh cũng dở ẹt, thì có đó điều đó thì có nhiều cái điều kiện hoàn cảnh ở cái những cái vùng mà không có điều kiện học tiếng Anh thì chúng ta không giỏi tiếng Anh được, nhưng khi tất cả đã vào đại học, đã học chung một cái ngôi trường thì tất nhiên là cái xuất phát điểm có người này giỏi cái này, có người kia giỏi cái kia, nhưng các bạn cố gắng phải cân bằng. Và một cái điều thầy nhắc các bạn này, đó là các bạn bắt đầu học tiếng Anh đi. Các bạn muốn giỏi các bạn bỏ phải ít nhất 2 năm ra các bạn học nghiêm túc nha. Các bạn muốn đạt được số điểm để bằng tốt nghiệp, để bạn ít nhất là tốt nghiệp trường sư phạm thuật này á, thỏa mãn điều kiện đầu ra của trường á, bỏ 2 năm ra. Bây giờ bạn tính đi, nếu như bạn học năm nhất thì tới cuối năm 2 đầu năm 3 bắt đầu bạn có thể thi TOEIC hoặc là đăng ký kỳ thi TOEIC của trường hoặc là thi TOEIC bên ngoài đưa cho trường để làm chứng cứ để chuẩn bị tốt nghiệp. Thì đó là trường hợp sớm nhất, nhưng mà chưa chắc là thi một lần là điểm đạt, nhiều khi thi hai ba lần không, hai ba lần thì mới đạt điểm. Có những trường hợp mà chúng ta thi hai ba lần đó chuyện bình thường, như vậy thì nó phải kéo dài tới năm 3. Như vậy bây giờ nếu như chúng ta đợi tới năm 2 chúng ta học thì nó lại kéo dài tới năm 4. Mà hãy nhớ tới năm 4 các bạn không có thời gian đâu, bạn phải đi thực tập nè, bạn phải làm đồ án tốt nghiệp nè, bạn phải trả nợ môn học nè, trăm công ngàn việc đừng dồn về năm 4. Như vậy thậm chí tới năm 2 các bạn đi học tiếng Anh nó đã trễ rồi. Mà có nhiều bạn có quan niệm là đợi tới năm 3, năm 4 mới học tiếng Anh, kêu đi học tiếng Anh là kêu thôi từ từ, năm 4 mới cần để ra trường, cần gì học giờ. Bạn không biết là tiếng Anh học là mất một khoảng thời gian cái lỗ tai mình nó mới nghe được. Có thể là các bạn giỏi hơn thầy, các bạn học trong vòng 1 tới 2 năm là các bạn nghe tốt. Nhưng mà nói thật với các bạn là đối với thầy đó, là các bạn đưa cho thầy 2 năm nhiều khi thầy học cũng thầy nghe cũng không tốt lắm đâu. Ha. Đó. Thành thử ra nó cái học tiếng Anh đó, cái kỹ năng nghe nó cần một thời gian rất dài. Chúng ta không nghe nhồi, chúng ta không có chúng ta không có cày mấy bữa rồi chúng ta bỏ, mà chúng ta cần quá trình lâu dài. Do đó
từ bây giờ các bạn bắt đầu đi đăng ký học tiếng Anh đi, bắt đầu đi học đi. Xung quanh trường mình trung tâm ngoại ngữ rất nhiều, chúng ta bắt đầu, còn không chúng ta tự học luôn cũng được. Bây giờ nguồn tài liệu trên YouTube nhiều lắm, lên đó học phát âm, lên đó học các kỹ năng đều được cả. Quan trọng nhất là tăng vốn từ vựng, quan trọng nhất tăng vốn từ vựng lên. À, tăng là cái nào? Học mấy môn của thầy, tăng từ vựng chắc, phải không? Đó, cái môn này nè là các bạn mà nắm hết từ vựng trong đây thì nói hết từ vựng bạn có được một cái nguồn vốn từ vựng rất to, rất lớn. Tuy nhiên là trong quá trình bạn học thì bắt bạn phải trau dồi từ vựng vậy, nhưng mà lúc thi thì yên tâm, thầy có song ngữ. Nhưng mà các bạn không đọc trước, không hiểu trước ở nhà đó thì vô thi mà làm kịp. Thật ra các bạn phải đọc, tìm hiểu, dịch trước, tự dịch lấy. Có thể dịch không đúng lắm đâu, nhưng mà tự dịch lấy, tự tìm hiểu lấy. Có nhiều từ trong quá trình học là thầy có nói nghĩa của nó luôn rồi, rất nhiều từ. Rồi đó, đó là cái giải đáp thắc mắc ha, về liên quan tới tiếng Anh đó. Nhà trường cần các bạn 550 mới được ra phải không? 500 hay 550? Hả? Hình như là 550. 550 mới ra, 550 bây giờ căng đó nha. Bây giờ học đi chứ không, không đủ đâu. Mặc dù 550 cũng chả nghe nói được gì đâu. À, chưa nghe nói được. Nhưng mà 550 là cũng đã khó rồi đó. Thì bây giờ đó là bộ môn mình có thầy Đăng đó, thầy Đăng thầy giỏi tiếng Anh lắm, thành ra là các bạn cố gắng bám thầy trong các cái câu lạc bộ tiếng Anh để mà học đó, luyện tập học nó là cái điều quan trọng, đó là liên quan trực tiếp tới việc ra trường đó. Hầu như các anh chị nợ không ra trường là nợ môn tiếng Anh là nhiều nhiều lắm. Các môn chuyên hành ngành đồ học giỏi lắm ha, nhiều môn học giỏi lắm mà bị kẹt tiếng Anh thôi, cũng đau khổ. Ok rồi, còn hỏi gì nữa không, còn ai hỏi gì nữa? Các bạn mạnh dạn lên, các bạn mạnh dạn hỏi lên, chúng ta mạnh dạn thắc mắc lên. Nếu như các bạn không hỏi gì nữa thì thầy đi vào chương 1 nhé. Rồi. Các bạn thấy được cái slide PowerPoint của thầy chưa? Dạ rồi ạ. À. Dạ rồi. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên khi nói về an toàn thì các bạn phải biết cái quan trọng nhất là các quy ước quốc tế về các dấu hiệu nguy hại. Các quy ước ở đây là gì? Có nghĩa là người ta dùng cái ngôn ngữ làm sao để cho cái cách diễn đạt làm sao cho tất cả chúng ta ở các cái ngôn ngữ, dùng các ngôn ngữ khác nhau vẫn hiểu. Ví dụ như các bạn nhìn hình này xem, đây là cái cách diễn đạt này. Thật ra đây cũng chưa phải là cái chuẩn quy ước đâu, chuẩn quy ước là khúc sau này chúng ta học, chúng ta gọi nó là các cái pictogram, là các cái giao tiếp bằng hình ảnh, dạng giao tiếp bằng hình ảnh, bạn không cần biết nó là cái tiếng gì nhưng mà thấy cái hình ảnh đó bạn biết nó là muốn nói cái gì ha. Người ta sử dụng nó trong các vấn đề an toàn, tại vì đôi khi là chúng ta làm việc trong công ty họ ghi cái tiếng đó chúng ta đâu có hiểu, nhưng mà chúng ta nhìn dấu hiệu thì chúng ta biết rồi. Ở đây các bạn thấy liên quan tới vấn đề an toàn, ở đây là một trong cái slide này đó, người ta giới thiệu cho chúng ta là một trong 10 cái
10 cái tai nạn mà xảy ra nhiều nhất năm 2019 ở Mỹ. Thì ở Việt Nam á, là các tai nạn này nó còn nhiều đó, nhưng mà hầu như các cái số liệu thống kê thì không bằng nước ngoài. À, thì đầu tiên và nói về cái làm việc ở độ cao, làm việc độ cao các bạn thấy không? Tới khoảng 6.000 trường hợp, không phải là 6.000 trường hợp mà bị tai nạn đâu, mà 6.000 trường hợp mà người ta cố gắng, người ta né, người ta không đào tạo nhân viên người ta đó. Ha, là người ta bị, người ta cố gắng, người ta né rồi dẫn không đào tạo nhân viên, người ta dẫn tới xảy ra tai nạn này kia. Đó, người ta vi phạm ngay cả ở nước ngoài cũng vi phạm luôn chứ không nói gì ở Việt Nam mình, đúng không? Đào tạo về an toàn, người ta vi phạm. Đối với các cái vấn đề liên quan tới chất độc, các bạn thấy cái dấu mà hầu như các ký hiệu mà nó là cái hình hình thoi, hình vuông mà nó có cái dấu chấm than hay hình vuông có cái dấu ăn mòn hay gì đó, là hầu như hình vuông cái viền màu đỏ, cái nền màu trắng là chỉ về chất độc. Ha. Rồi các vụ tế giàn giáo, các vụ khóa bên ngoài, bị khóa bên ngoài sao được gọi, cái trường hợp như thế nào gọi bị, là gọi bị khóa từ bên trong, à bị khóa từ bên trong. Cái trường hợp này tại sao lại gọi bị khóa từ bên trong? Có nhiều trường hợp. Thiết kế, người ta thiết kế cửa mà hoặc là thiết kế cái chốt khóa nó lại nằm phía bên ngoài mà chúng ta không biết, chúng ta đi vào trong, hoặc là liên quan tới hoặc là một trong cái ví dụ các bạn thấy cái máy giặt á, các bạn biết cái máy giặt lòng ngang không? Cái giặt lòng ngang, cái giặt hay quảng cáo là Electrolux 10 năm vẫn chạy tốt á. Cái máy giặt lòng ngang đó nó có đặc điểm này nè, khi mà bạn đã bấm nút mở máy thì bạn không bao giờ mở cửa được, và cái cửa đó không bao giờ mở ra từ bên trong được. Như vậy nếu như nếu như ở nhà chúng ta có những em bé nhỏ, mà em bé nhỏ này mà chơi trốn tìm hay là hai bản thân nó không biết gì, nó chui đại trong đó nó chơi, thì khi mà cái cửa mà nó đóng lại rồi nó không tự mở được từ bên trong thì điều này vô cùng nguy hiểm. Có nhiều cái cửa người ta thiết kế là không mở được từ bên trong, à, điều này cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chết người. Và thầy cũng biết là có trên báo lâu lâu họ vẫn hay nói tới cái trường hợp như thế, à, lý do là người ta không biết được cái đặc điểm của cái hệ đó, cái đặc điểm an toàn của cái hệ đó. Rồi được, cái vấn đề an toàn kế tiếp nó liên quan tới hô hấp, mà cái này là ở Việt Nam mình gặp nhiều nè. Hầu như là mọi người làm việc trong môi trường bụi hoặc là sơn cũng không có bảo hộ luôn, không có đeo các cái đầu lọc. Nếu như các bạn coi các video clip, ví dụ như các bạn coi các video clip về spray car đi. Đây các bạn nhìn xem, ở nước ngoài đó khi người ta sơn xe, các bạn nhìn xem nhé, người ta sơn xe thì để ý xem, ở đây họ họ nói về, họ quảng cáo đó, sơn bao nhiêu tiền thôi kệ đó, mình không quan tâm đó, nhưng mà các bạn xem cái vấn đề là khi người ta thực hiện cái thao tác sơn xe này,
Đây, người ta đeo bảo hộ rất kỹ chứ không phải giống như ở mình sơn. Thứ nhất mình đứng ngay cái đầu gió mình hít tha hồ luôn, thì trong cái sơn này nó là các cái loại polymer rất độc cho phổi. Các bạn thấy người ta phải, cái điều quan trọng nhất đó là cái bộ bảo vệ phổi này nè, cái respirator này là cái thiết bị thở, rồi cái bao tay ha, rồi nguyên cái bộ đồ đây để bảo vệ người ta. Các bạn thấy khi nội cái việc, mỗi cái việc là sơn xe không, người ta phải đảm bảo cái vấn đề an toàn như thế rồi. Ở mình thì thầy thấy là các cái thợ sơn là người ta không bao giờ, không bao giờ mà người ta đeo, ít nhất là đeo cái khẩu trang mỏng người ta cũng không đeo. À, bây giờ Covid thì chắc là ai cũng phải đeo, ai cũng đeo khẩu trang hết rồi. Rồi tiếp tục nói về các cái nguy hại khác, ví dụ như leo cầu thang. Leo thang là cũng rất là dễ té nè, là sử dụng xe nâng trong xưởng. Ví dụ xe nâng trong xưởng thì thật ra đối với các cái tài xế tay nghề cao á, thì cái rủi ro thấp lắm, nhưng mà vẫn có khả năng xảy ra. Tại vì bạn biết là khi người ta chất hàng lên đây đó, chất cái lượng hàng cao lên đây thì nó sẽ khuất tầm nhìn của tài xế và rủi ro khá là cao. Và đặc biệt nữa là đối với các xe nâng, bánh lái nó nằm đằng sau chứ không phải nằm đằng trước, nên nó rất là dễ bị mất thăng bằng, tức là rất khó khó điều khiển. Chúng ta sẽ khó điều khiển hơn là chiếc xe nếu như bánh lái nó nằm ở bánh trước. Ở đó là đặc điểm của xe xe nâng. Rồi đối với vấn đề là té từ trên cao hoặc là bị va đập từ các cái máy cơ khí hoặc là thiết bị bảo hộ liên quan tới bảo hộ mắt. Bảo hộ mắt đây là chúng ta thường làm với môi trường mà liên quan tới tia laser đó. Tia laser thì chúng ta cần nó, cần bảo hộ. Thì bây giờ là việc mà làm việc với tia laser thì nó mà đầy không các bạn. Các bạn chỉ cần sử dụng cái, mua cái máy in 3D, không phải in 3D, máy khắc dùng tia laser khoảng tầm 5 triệu là các bạn có máy khắc rồi. Máy khắc đó nó có thể đốt cháy được gỗ, thì đối với giác mạc con mắt mình thì ăn thua gì, cháy ngay nếu như bị chiếu vào. Nên hầu như là khi người ta làm việc với cái môi trường mà cái tia laser, người ta phải quan tâm tới thiết bị bảo hộ, đó là cái kính này, quan trọng. À, như vậy ở đây là thầy giới thiệu chung cho các bạn về những cái rủi ro mà chúng ta thể gặp khi chúng ta làm việc. Thầy làm việc ở đây, các bạn nghĩ mình mới năm nhất, liên quan gì tới làm việc? Năm nhất tới năm tư nhanh lắm. Và trong quá trình là các bạn học này, các bạn cũng phải làm thí nghiệm, và các bạn sẽ còn gặp rất nhiều cái thiết bị, gặp rất nhiều loại hóa chất, các máy móc mà nó có thể ảnh hưởng tới các bạn. Do đó nếu như các bạn có kiến thức về an toàn, các bạn có thể tự bảo vệ mình. Rồi bây giờ thầy giới thiệu về tổng quan, về chuẩn, về cái tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn mà để thông báo các cái nguy hại. Các tiêu chuẩn này nó quy trách nhiệm về cho từng cái nhóm người cũng như là từng cá nhân. Thì từng nhóm người hay từng cá nhân này thì tạm thời ở đây người ta sẽ chia ra thành ba nhóm, một hai ba. Nhóm thứ nhất liên quan tới những người mà có khả năng là sản xuất hoặc nhập khẩu các loại hóa chất. Thì thật ra đó là một trong những cái hạng mục quan trọng của cái vấn đề an toàn, đó là vấn đề chúng ta an toàn khi sử dụng hóa chất. Thì nó liên quan tới người sản xuất hoặc người nhập khẩu hóa chất. Thì người sản xuất và người nhập khẩu hóa chất đóng một vai trò quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái mắt xích bảo vệ an toàn cho những cái người khác. Tại vì họ là những người nắm rõ nhất về cái vật liệu, cái hóa chất mà họ bán họ cung cấp, họ nhập. Và
nó liên quan như thế. Như vậy họ phải chỉ rõ ra những cái nguy hại của các loại hóa chất mà họ sản xuất hoặc nhập khẩu, đó là đối với những người mà sản xuất, đối với những công ty, đối với những người sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất. Bản thân họ phải chuẩn bị một cách đầy đủ nhất các cái tài liệu an toàn, tại vì họ là người biết rõ về cái chất họ làm ra mà, thì họ phải là người viết ra chi tiết tất tần tật về cấu tạo, đặc tính, độc tính của cái chất đó. À, rồi cái nhóm người thứ hai đó là các ông chủ, các vị sếp, hay nói khác hơn là những người thuê mướn lao động. Những người thuê mướn lao động này họ cần lao động để làm việc với các loại hóa chất, các loại vật liệu độc hại, thì họ phải lấy thông tin một cách đầy đủ từ những người sản xuất hóa chất. Họ phải để sẵn ở nơi làm việc với các cái nhãn mác và các cái file an toàn về thông tin hóa chất đầy đủ. Và quan trọng nhất, quan trọng hơn là phải họ phải đào tạo cho những cái nhân viên mà họ thuê là tiến hành thao tác làm việc với những cái hóa chất này một cách an toàn. Thì những công nhân đó là bao gồm là những công nhân nào? Đó là những công nhân có khả năng bị phơi nhiễm với các cái loại hóa chất này. Cuối cùng, trong cái nhóm người mà ít quyền lực nhất nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất, thì lúc nào cũng vậy đó, ít quyền lực, ít tiếng nói thì bị ảnh hưởng nhiều nhất, đó là người lao động. À, thì người lao động này, theo như thầy, điều quan trọng đó là bạn phải biết cái quyền của bạn. Và nếu như bạn nắm rõ về vấn đề an toàn mà những người thuê mướn lao động yêu cầu bạn làm những cái việc mà bạn cảm thấy không an toàn, bạn từ chối hoặc bạn có kiến nghị trang bị thiết bị an toàn cho bạn. Nhưng hầu như thầy quan sát thì thấy là các người lao động toàn làm ngược lại không? Tức là người thuê mướn lao động sợ người lao động bị tai nạn lao động, bắt người đó phải đeo, phải mang khẩu trang, người đó mang nữa ha, bắt người đó phải mang đôi ủng cao, người đó không mang, đi vô công ty mang dép, rồi bắt người đó đội nón bảo hộ đầu thì người đó lén lén bỏ ra đó. Thì thật ra cái điều đó là cái điều không nên. Chúng ta phải làm nhiều hơn những gì cái người thuê mướn lao động họ cung cấp. Ta đầu nhiều hơn, ví dụ như họ kêu chúng ta làm việc với hóa chất, chúng ta phải kiểm tra xem cái bao tay họ cung cấp cho chúng ta, cái bề dày nó đủ, cái quy cách bề dày nó đủ sức để chống lại hóa chất hay không. Chứ không phải là chúng ta lén lén không có họ đó, chúng ta gỡ bao tay ra cho nó mát. Ha, thì về lâu về dài chúng ta là người bị thiệt hại chứ không ai hết. Rồi tiếp tục, những người là những nhân công lao động mà không được, không có làm trong môi trường sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất thì sao? Thì họ buộc lòng phải tuân, họ phải tập trung và tuân thủ theo những cái quy tắc an toàn mà người lao động, người sử dụng lao động cũng như nhà sản xuất hóa chất họ đưa ra. Và quan trọng là phải tham gia cho mà đầy đủ các cái buổi huấn luyện từ người thuê mướn lao động về vấn đề an toàn. Tại vì nếu như mà có tai nạn hay có vấn đề xảy ra, cái người thiệt hại nhiều nhất vẫn là người trong cái nhóm số 3, không phải là số 1 hay số 2 đâu. Số 1, số 2 người ta cố gắng, người ta cung cấp mọi thứ cho bạn, bạn không tuân theo
bạn là người bị thiệt hại nhiều nhất, bởi vì nó thiệt hại tới sức khỏe. Những người khác thì bị thiệt hại tới tiền, nhưng người lao động thì lại bị thiệt hại trực tiếp tới sức khỏe, và đó là nhóm người bị thiệt hại nhiều nhất. Đó là các bạn trong tương lai. Có thể các bạn trong tương lai các bạn làm về an toàn thì các bạn lại là người đi kiểm tra những công nhân hoặc những người khác họ làm cái quy tắc, họ có làm việc họ tuân theo cái các chuẩn an toàn hay không. Rồi. Như vậy có những cái hình thức nào cho cái việc mà trao đổi các thông tin về nguy hại, cho cái việc trao đổi thông tin, truyền đạt thông tin về các cái nguy hại, thì nó có những cái loại hình chương trình nào? Thì cái loại hình lớn nhất đó là nghĩa là tạo ra một cái chương trình đào tạo và thông báo các nguy hại luôn. Thì giống như là thầy đang dạy các bạn đây, nó là một dạng chương trình thông báo nguy hại. Trong cái chương trình thông báo nguy hại này được thiết kế để cho thầy thông báo và thầy huấn luyện, cũng như thầy thông tin và thầy đào tạo cho các bạn ở từng phần khác nhau, thầy thông tin và thầy đào tạo cho các bạn về những cái mục khác nhau liên quan tới nguy hại và liên quan tới các vấn đề nguy hại và các vấn đề an toàn. Đó là hình thức thứ nhất. Hình thức thứ hai đó là chúng ta thông báo nguy hại cho nhau bằng hình thức là các cái biển báo, các cái nhãn báo, các cái nhãn mác, vân vân. Thì cái hình thức này gặp thường xuyên, đi đâu cũng gặp. Gặp thường xuyên, đi đâu cũng gặp. À, kể cả mua một cái lọ thuốc thì chúng ta không gặp các hình ảnh thông báo, nhưng cũng có những câu thông báo. Đặc biệt là các bạn mua thuốc mà từ châu Âu hoặc từ Mỹ thì trên cái lọ thuốc luôn luôn ghi thành phần rất chi tiết, luôn luôn ghi các cái phản ứng phụ có khả năng xảy ra, luôn luôn ghi nếu như trường hợp có phản ứng phụ xảy ra chúng ta phải làm gì. Đó thì cái đó là một cách chỉ dẫn, một cách, một hình thức thông báo bằng nhãn mác. Và cái quan trọng nhất trong quá trình này các bạn biết là gì? Đó là các tài liệu an toàn. Khi các bạn mua một lọ hóa chất thì người ta sẽ cung cấp cho bạn cái safety data sheet này, cái tài liệu an toàn để làm gì? Trong cái tài liệu an toàn đó nó cho các bạn biết là cấu trúc của hóa chất, công thức của loại hóa chất đó, tính chất vật lý của loại hóa chất đó, tính chất hóa học của loại hóa chất đó, các cái nguy hại cái loại hóa chất đó có thể gây ra, cách mà chống cái nguy hại đó, cách bảo quản hóa chất đó, cách xử lý hóa chất đó nếu như có hỏa hoạn xảy ra, và cách vận chuyển hóa chất. Nói chung là tất tần tật mọi thứ liên quan tới an toàn nó sẽ nằm trong cái safety data sheet. Do đó đọc được cái file này cũng là một trong những cái yêu cầu đối với các bạn khi các bạn kết thúc cái môn này. Tại vì các bạn phải đọc được cái file này thì các bạn mới làm được cái bài báo cáo cuối kỳ. Thầy sẽ cho các bạn, khi các bạn bắt đầu làm thầy sẽ cho các bạn các cái file này, các file safety data set của các loại hóa chất, và nhiệm vụ các bạn là lấy các thông tin ra đưa vào trong cái bài báo cáo, không có tự suy nghĩ. Đối với an toàn là cần phải chuẩn và chính xác, có nghĩa là chúng ta không tự nghĩ ra, chúng ta chỉ đi lấy thông tin từ những cái nguồn chuẩn chúng ta tổng hợp lại để chúng ta có được một cái bản xử lý sự cố ha, cảnh gọi là dự đoán rủi ro, đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro. Sau khi thầy dạy các bạn một cái thông điệp, đằng sau nó sẽ có các cái câu hỏi. Các bạn thấy đây, đằng sau nó sẽ có câu hỏi và các câu trả lời A, B, C, D.
các bạn phải nghiên cứu nó và các bạn tìm cách trả lời nó. Bởi vì trong cái bài giữa kỳ các bạn chiếm tới 50% lận. Bài giữa kỳ bao gồm bài thi và điểm danh. Hai cái đó nó chiếm tới 50% lận. 50% điểm. Thì cái hình thức của bài thi giữa kỳ nó giống như thế này. Thật ra nó giống như thế này và nội dung nó cũng xoay quanh cái này thôi. Thì như vậy ứng với cái chỗ này đó, khi các bạn làm bài thi đó thì thầy sẽ cho song ngữ, ở đây là tiếng Anh, phía dưới này là dòng tiếng Việt, và tương tự đây tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt. Vậy thì coi như là thi tiếng Việt, nhưng thầy kèm tiếng Anh cho các bạn để cho các bạn quen dần. Từ năm nhất các bạn sử dụng tài liệu tiếng Anh hết. Năm 2, năm 3 là chắc chắn rồi. Năm 2, năm 3 là thầy cô yêu cầu các anh chị, sinh viên, các anh chị của các bạn đó, tài liệu là đọc tiếng Anh hết, làm việc tài liệu tiếng Anh hết. Đó, thì nó mang tính công bằng như thế. Nhưng các bạn hãy nhớ là khi vào bắt đầu làm bài chỉ có mấy chục phút thôi, các bạn không kịp để các bạn hiểu hết nội dung của nó nếu như các bạn không đọc trước, các bạn không làm trước ở nhà, thì các bạn không có điểm cao đâu nha. Rồi kế tiếp là nó liên quan tới cái sự thống nhất trong quy ước toàn cầu. Thì ở đây là cái phần này đó là thầy cố gắng cung cấp cho các bạn cái lý do tại sao chúng ta có cần sự thống nhất. Bởi vì các bạn biết hiện tại bây giờ cái thế giới chúng ta là cái thế giới mở, không có một bất kỳ một quốc gia nào có thể sản xuất được mọi thứ mà thế giới cần. Có nhiều thứ nó đặt ở quốc gia này nhưng nhiều thứ lại không đặt ở quốc gia khác. Ví dụ như Mỹ, đối với Mỹ, họ đặt rất nhiều nhà máy sản xuất các loại hóa chất, các thiết bị ở Trung Quốc. Tại sao vậy? Về vấn đề lợi nhuận thôi các bạn. Đó là liên quan tới bài toán kinh tế của những nhà làm kinh tế vĩ mô, lợi nhuận thôi. Thì chính vì cái vấn đề lợi nhuận và toàn cầu hóa này, nó dẫn tới một việc là làm sao người ta phải xây dựng cái bộ quy tắc mà quy ước trên toàn thế giới, nước nào sản xuất cũng đưa ra cái thông tin an toàn ứng với cái quy tắc đó, thì mọi nơi đều chấp nhận, nó mới đẻ ra cái, nó mới sinh ra cái sự quy ước này, quy ước về, quy ước toàn cầu về ký hiệu cho các cái dấu hiệu nguy hại. Ở đây đó là đó thầy ghi lý do nè, nó phải cung cấp một cách tiếp cận phổ thông và mạch lạc. Mạch phổ thông ở đây là mọi người đều biết, và mạch lạc ở đây là nó phải ở nước này và nước khác, hai cả nhiều nước họ có thể diễn giải cái nội dung đó liền mạch và giống như nhau được ha. Khi nói về cái việc phân loại hóa chất, được chưa? Thầy lấy ví dụ, ở đây thầy có cái SDS, thầy sẽ mở một file SDS của một cái hóa chất. Các bạn xem đây là một cái file an toàn, một cái tài liệu an toàn của một loại hóa chất, đó là acetone. Các bạn thấy màn hình của thầy không? Thấy phải không? Dạ thấy. Rồi. Thì trong cái acetone này nó có một cái cast number. Đây là cái số mà định danh toàn thế giới khi thấy cái số này biết nó là acetone. Thầy thử cho các bạn nha. Thầy copy cái cast number này, thầy dán vào trong Google.
Thì chỉ cần copy cái số đó thôi. Thì lập tức các cái hạng bán hóa chất nó hiện ra. Ví dụ như hạng Sigma, Sigma Aldrich. Đây là một trong những hãng sản xuất hóa chất lớn, không không phải là hãng sản xuất mà một trong những nhà cung cấp hóa chất lớn thế giới. Wow, hôm nay họ lại cung cấp lại SDS rồi. Bữa trước thầy download SDS nó không có, thầy thử download về lại xem nha. Thì khi thầy đánh cái số định danh đó lên, lập tức các bạn thấy nó hiện ra acetone liền. Thấy không? Đó, cái số định danh từ cái cast number này nè, nó ra cái acetone. Đó, có thể là nó có người ta, có thể người ta pha vào đó các cái tạp khác nhau, các cái phụ gia khác nhau, nhưng phụ gia như thế nào đi nữa, cast number của nó vẫn là cast number của acetone. Chỉ cần một con số là chúng ta biết nó là acetone. Còn ở đây là chúng ta, wow, bữa nay cái file an toàn nó còn cho phép là tiếng Việt nữa, tức là nó xác định rằng là mình đang ở Việt Nam. Như thế thì lợi cho các bạn quá rồi. Nếu như các bạn bấm vào đây có chữ Việt, tiếng Việt thì nó lại lợi cho các bạn khi các bạn làm bài thi quá ha. Đây, trang Sigma Android nè, thì download về. Đó, thì cái này là cái khác. Cái lúc nãy cái acetone này nè các bạn, thì nó từ một cái nhà cung cấp khác của Mỹ, cũng của Mỹ luôn. Thermo Fisher này cũng của Mỹ luôn. Còn cái Sigma Aldrich này cũng thật ra cũng bây giờ nói của Mỹ cũng hẳn là nó là tập đoàn đa quốc gia rồi. Thì cái Sigma Aldrich và cái Thermo Fisher này là hai nhà cung cấp hóa chất lớn nhất thế giới. Cái hóa chất mà chúng ta làm thí nghiệm, hầu như là họ bao trùm hết các loại hóa chất làm thí nghiệm. Tất nhiên có những cái nhà cung cấp khác, nhưng mà hai cái nhà cung cấp Thermo Fisher này với lại Sigma Aldrich là lớn nhất. À, thì khi mà người ta giao tiếp với nhau, người ta giao tiếp, bạn thấy các số định danh là giống nhau nè. À, rồi còn nữa, nhiều số, nhiều cái giống nhau lắm các bạn. Các bạn nhìn xuống đây, gặp các cái quy chuẩn về nguy hại, ví dụ như chất lỏng dễ cháy, các bạn thấy H225. Thì các bạn cứ nhìn xuống đây, nó cũng sẽ có như thế. À, chất lỏng dễ cháy. Đây, chúng họ không có ghi cho chúng ta cái mã số định danh của chất lỏng dễ cháy, nhưng ở đây cái tính chất của cái vật liệu này nó là cũng là cái chất mà dạng lỏng và dạng hơi dễ cháy. À, thì các bạn thấy rằng nó quy ước hầu như có thể cái cách viết khác nhau, nhưng đều cái quy ước đều giống nhau cả. Ở đây các quy ước này là chất dễ cháy nè, chất ảnh hưởng tới dị ứng hay là sức khỏe người nè, này dị ứng lâu dài nè, thì xem đây là gì, nó là ảnh hưởng tới sức khỏe người, này là ảnh hưởng tới dị ứng. Có thể trong cái acetone này theo cái quy chuẩn, theo cái của Thermo Fisher, nó có thêm cái chất phụ gia mà ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người, nhưng mà này là không có. À, khác nhau một chút cái chỗ đó. Rồi, thì hầu như các bạn thấy nếu như người ta cùng truyền tải một thông điệp, các bạn thấy là chất thông điệp dễ cháy và thông điệp dễ cháy ở đây truyền tải giống nhau, mặc dù là các cái hãng sản xuất này kia nó khác nhau. Đó là nó thể hiện ở cái tính thống nhất, gọi là chúng ta gọi nó là tính thống nhất về mặt quy ước trên toàn cầu. Wow, xin lỗi các bạn, thầy lại mở cái môn khác. Đây. Như vậy,
Thì cái tính thống nhất này nó có lợi là nó cung cấp một cách tiếp cận phổ thông và mạch lạc để phân loại, để người ta thông báo các cái nguy hại và các vấn đề liên quan tới an toàn cho các loại hóa chất. Ngoài ra người ta cũng cũng dùng đó để nâng cao cái tính nhất quán trong việc mà thông tin với nhau, cũng như cái chất lượng thông tin đưa ra. Rồi còn cái này là cái quan trọng, nó giảm bớt rào cản thương mại hợp lý, tại vì nước này nước kia chuẩn giống nhau thì buôn bán rất dễ. Rồi cải tiến năng suất này đó là cái quyền lợi của các cái nhà sản xuất nó, và tiết kiệm chi phí. Ở đây chúng ta không cần phải tốn chi phí để chúng ta phải 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 có một cái hệ thống diễn giải riêng, bởi vì nếu như không có hệ thống chung như thế này, thầy sản xuất theo cái cách diễn giải ở Việt Nam thầy muốn bán ra Mỹ thì lại phải tốn một cái chi phí để duy trì một cái hệ thống diễn giải. Diễn giải là thầy phải diễn giải theo cái cách mà người ở Mỹ họ diễn giải, như thế là không ổn. Nói chung là phải diễn giải giống nhau thì nó lại tiết kiệm chi phí rất nhiều. Đó là lý do tại sao cái sự thống nhất trong quy ước toàn cầu về 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 cách thông thông báo các nguy hại cũng như là về cái an toàn là mà cần thiết ha. Thì sau đó có các câu hỏi các bạn tự xem được không à? Để chắc là chúng ta hôm nay là chúng ta chỉ giới thiệu sơ tới đây thôi. Các cái phần sau liên quan tới phân loại thế nào gọi là chất, thế nào gọi là hóa chất ha, rồi các hóa chất độc hại, cách phân loại chúng ta sẽ giới thiệu ở buổi sau. Rồi bây giờ là cái lúc mà các bạn, thầy để cho các bạn có hỏi hay là ý kiến gì về cái bài giảng của thầy, cũng như từ cái cách mà thầy hướng dẫn các bạn từ đầu tới giờ. Các bạn đã điểm danh xong hết chưa? Rồi. Để thầy kiểm tra xem lần cuối coi có cần giúp đỡ các bạn cái gì không. Tổng cộng 29 bạn, ok, chính xác bằng đúng cái số lượng điểm danh ở đây ha. Ở đây tới 32 lần. Đây tới 32 lần. Vậy có bạn là vào hai nít hả? Bà Nguyễn Thị Hai, bạn có vào hai nít không? Không ạ, chỉ một đích thôi ạ. Ok. Thì cái vấn đề học cái an toàn này đó là nó cần cho các bạn để vài bữa các bạn vô phòng thí nghiệm các bạn làm lắm đó nha các bạn. Nó sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức là đủ để cho các bạn phòng tránh rủi ro cho các bạn thôi. Tại các bạn biết là mình phải làm việc với hóa chất rất nhiều. Đã chọn đi theo cái nghề vật liệu là sẽ phải đối mặt với hóa chất nè, bức xạ nè. Hóa chất ở đây có thể là các chất hữu cơ. Nếu như bạn làm hướng polymer, bạn gặp chất hữu cơ nhiều lắm. Bạn làm hướng bán dẫn, bạn gặp hóa chất là các axit vô cơ thì vô số kể. HCl, HNO3, H2S4, H3PO4, HF, vân vân. Gặp nhiều lắm. Thì tất nhiên là mỗi cái hóa chất khác nhau nó sẽ có cái nguy hại khác nhau. Ví dụ như HCl gây cháy da, NaOH gây cháy da phỏng á, nhưng nó không mục xương. HF không gây cháy da nhưng mà mục xương. HF rớt vào da không gây cháy da, không gây nóng rát, không thấy gì cả, mấy bữa sau mục xương. Thì nó phản, nó vào, nó phản ứng với canxi ở trong xương, nó làm cho xương có cấu trúc rỗng như là cái bọt biển của cái miếng rửa chén luôn. Cái bọt biển mà chúng ta dùng rửa chén nó làm cho xương rỗng như vậy luôn.
phá hủy cấu trúc xương, HF. Rồi chúng ta đối mặt với bức xạ, ví dụ như các bạn làm việc với TX. TX ở đây là các bạn có thể vào bệnh viện các bạn làm là kỹ thuật viên chụp X quang cũng được. Nhưng mà thật ra cái đó thì đối với những người mà đi sâu về hạt nhân thì họ làm nhiều hơn. Các bạn chụp mẫu kiểm tra tính chất vật liệu dùng TX. Phải không? Rồi ai kể thì thầy nghe nữa, ứng dụng của TX xem thế nào, học ở phổ thông. TX có khả năng đâm xuyên. Ừ, khả năng đâm xuyên. Rồi đâm xuyên thì ứng dụng làm gì? Dạ, để chụp X quang thầy. Yes, một trong những ứng dụng quan trọng chụp X quang. Bạn có biết cái ứng dụng của nó trong lĩnh vực vật liệu mình không? Dạ, có thể soi được trong những cái chất có thể soi qua vật liệu được thầy. Soi qua vật liệu. Ví dụ. Dạ. Đi qua cổng an ninh đi ha, qua cổng an ninh sân bay ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Cổng an ninh sân bay, nhưng mà nó là nghĩa là ứng dụng trong dân dụng và trong y học, chưa thấy ứng dụng trong vật liệu. Dạ, về vật liệu thì em chưa biết. Ok, thầy giới thiệu luôn đây ha. Thì thật ra cái TX là một trong những tia, ứng dụng của TX là một trong những dụng quan trọng trong ngành vật liệu mình, để kiểm tra cấu trúc vật liệu. Xem đây ha. Rồi các bạn thấy cái hình này không? Chúng ta có thể sử dụng TX. Chúng ta cho TX nó chiếu qua một cái mẫu vật liệu. TX sau khi vào đây nó bị nhiễu xạ ra. Chúng ta thu được hình ảnh nhiễu xạ ở đây, nó cho chúng ta thấy được hình ảnh về cấu trúc của vật liệu. À, hoặc nếu như chúng ta dùng TX ở đây, chúng ta chiếu vào một cái mạng tinh thể, ở đây là cái hình vẽ hai chiều của cái mạng tinh thể. Sau khi TX nó bị nhiễu xạ ra, chúng ta đặt cái đầu thu ở đây, chúng ta sẽ biết được cái mạng tinh khoảng cách giữa hai cái mặt mạng tinh thể là như thế nào. Bạn nghe tới mạng tinh thể chưa? Có ai nói cho thầy nghe cái mạng tinh thể các bạn đã từng học ở phổ thông rồi không? Ở phổ thông học mạng tinh thể nào? Muối ăn, nhớ không? Dạ, mạng tinh thể lập phương. À, lập phương, à, mạng lập phương là mạng tinh thể muối ăn đó, ha. Thì nó gắn nhiều cái natri và clo, nó chiếm một số cái vị trí ở trong cái mạng lập phương đó, nó tạo nên cái mạng tinh thể muối ăn mà chúng ta được dạy nhiều ở phổ thông rồi đó. Thì chúng ta có thể kiểm tra cái tính chất mạng tinh thể đó thông qua cái phương pháp nhiễu xạ TX. Như vậy vấn đề đặt ra là làm việc với TX này nguy hiểm không? Nó có thể dùng để nó chụp, có thể đâm xuyên mọi thứ, nó có thể dùng để chụp ảnh, nó có thể dùng chụp ảnh nhiễu xạ, nó có thể đo được, dùng nó để đo được kích thước giữa hai cái lớp mạng tinh thể, hai cái mặt mạng tinh thể với nhau, thì cái độ nguy hại của nó cũng không nhỏ. Do đó bản thân người làm vật liệu như chúng ta phải đối mặt với các rủi ro và nhiễm xạ.
Đối mặt rủi ro nhiễm xạ, bởi vì các bạn đo mẫu, các bạn làm thí nghiệm ra mẫu rồi, các bạn đi đo mẫu, các bạn là người vận hành máy đo nhiễm xạ TX đi, đâu phải các bạn đo xong rồi thôi, ngày nào các bạn cũng đo đó, coi như ngày nào các bạn cũng hấp thụ TX. Mà các bạn biết bức xạ là nó ảnh hưởng tới tế bào, nó nguy hiểm tới tế bào như thế nào rồi. Bức xạ là một trong những cái cực nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm cho tế bào. Rồi các bạn làm việc với tia laser là các bạn cũng bị gặp nguy hại. Lấy một cái thầy lấy một cái ví dụ về cái việc mà không sử dụng thiết bị bảo hộ khi làm thí nghiệm dẫn tới tử vong. Các bạn biết, các bạn nhớ, các bạn biết bà Marie Curie gì? Đã biết rồi. Ok, bà này có cái nổi tiếng cái gì đâu, nói thầy nghe. À, bà này là bị nhiễm phóng xạ radium. Ừ, nhưng mà thật ra nổi tiếng không phải vì nhiễm phóng xạ, mà nổi tiếng bởi vì nhận. Bà ấy là một người tiến sĩ đạt giải Nobel về hóa học, về nguyên tử lượng tử. Yeah, nhận hai giải Nobel phải không? Dạ. Và bà ấy mất vì nhiễm phóng xạ. Yeah. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi xưa người ta nghiên cứu cái chất phóng xạ mà không dùng bảo hộ, dùng tay đó, nó cực kỳ nguy hiểm. Thành ra là chúng ta đánh giá được các vấn đề an toàn và bảo vệ chúng ta thì điều này là cực kỳ quan trọng. À, thông qua nói chuyện với một số anh chị học trước các bạn, thầy cũng biết rằng là có nhiều bạn làm thí nghiệm ở trong phòng, các phòng thí nghiệm về hóa, các bạn cũng không có trang bị các thiết bị bảo hộ cho bản thân các bạn, thì người thiệt thòi là các bạn. Hoặc là các bạn vô đó, các bạn phải trang bị cho các bạn, tùy ở trong phòng thí nghiệm chắc chắn là có thiết bị bảo hộ nhưng các bạn không quan tâm, thì các bạn phải tự trang bị cho các bạn. Tại vì những bạn đó thì khi học cái khóa an toàn sau khi học những cái lớp thí nghiệm đó, chứ học khóa an toàn với thầy xong thầy hù nhiều quá, nhiều khi sợ. Không phải thầy hù đâu, thật sự đó. Rủi ro làm việc với hóa chất cao lắm, mà chúng ta đối với các tai nạn về hóa chất là không có phải, nó là cái sự kiện một chiều thôi, không hai chiều. Có nghĩa là diễn ra rồi không cứu được, nó không phải là sự kiện hai chiều, có nghĩa là xảy ra rồi cứu không được, xảy ra rồi ảnh hưởng tới sức khỏe rồi cháy da rồi thua, cháy da rồi thua, bị dị ứng rồi thua. Nó thì cũng may cho cũng may một cái là các bạn vừa vào năm nhất các bạn học này ngay, thế là quá tốt ha. Các bạn ở phổ thông các bạn làm thí nghiệm, có làm thí nghiệm hóa lý nhiều không? Dạ có thể. Làm thí nghiệm hóa bạn có làm với hóa với axit không? Dạ có thể. Có nhưng pha loãng. À có dùng với axit loãng phải không? Axit loãng là khoảng bao nhiêu phần trăm? 6% thôi. 10% thôi. 10% là cũng dư rồi đó, không loãng đâu. Lúc mà thầy làm việc ở Anh á, trong phòng thí nghiệm có quy định là các sinh viên đại học, sinh viên học nha, không được dùng các loại axit như HCl, H2SO4. Đặc biệt với H3PO4 hoặc là với HF này kia là không bao giờ được sử dụng. Thì tại vì sao? Tại vì cái độ nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của nó ghê, kinh khủng. Nếu như các bạn sinh viên đó muốn làm cái thao tác gì liên quan tới hóa chất đó thì những người hướng dẫn hoặc là những người trợ giảng sẽ giúp, làm giúp. Đó thì các bạn làm thí nghiệm đó, các bạn có sử dụng PPE không? Các bạn có sử dụng thiết bị bảo hộ lao động không? Dạ có thầy ơi. À có bao tai và khẩu trang không? Dạ không. Có. Hả? Không thầy ơi. Dạ không. Không. Không luôn hả? Không thầy. Dùng tay thôi à. Ồ, vậy các bạn siêu quá rồi.
là các bạn bị may mắn luôn. Các bạn biết là cái loại hóa chất đó nó ăn mòn kinh khủng cỡ nào hay không? À, đối với các loại hóa chất như thế, khi chúng ta làm, chúng ta phải sử dụng cái loại bao tay đặc biệt gọi là neoprene cloth. Các bạn thấy màn hình đây không? Nãy giờ thầy có chia sẻ không? Đây, chúng ta phải sử dụng ít nhất là cái loại bao tay như thế này mới đủ dày để nó chống lại axit cho chúng ta. Thôi không sao, chúng ta đã có thể an toàn ở mức này rồi thì chúng ta học, chúng ta biết để vài bữa nữa khi chúng ta thao tác với các loại hóa chất mà có khả năng là nồng độ nó cao hơn. Khi các bạn làm đồ án tốt nghiệp thì nếu như ở phòng thí nghiệm không có sẵn bao tay đó thì các bạn tự trang bị lấy để bảo vệ cho các bạn. Và đi ra đi làm cũng vậy. À, và hy vọng rằng các bạn sau khi tốt nghiệp xong các bạn có thể đi nước ngoài, các bạn du học thì các bạn sẽ cảm nhận được những gì thầy nói về vấn đề an toàn. Người ta làm rất kỹ, người ta làm kỹ lắm. Kể cả thầy làm việc ở Đài Loan không, là cái quy trình an toàn nó đã kỹ rồi, huống chi là làm việc ở châu Âu, ở Mỹ hoặc ở Anh. Lúc thầy làm ở Anh là người ta quy định cái các quy tắc an toàn rất là khắt khe. À, và chính nhờ cái sự khắc khe đó là thầy phải tham gia rất nhiều khóa đào tạo về an toàn để mà có thể làm việc được. Và nhờ đó mà thầy có thể dạy các bạn cái kho khóa này. Chứ thầy không phải là người được đào tạo chuyên về an toàn. Thầy cũng làm về vật liệu giống như các bạn. Nhưng mà tại vì thầy làm ở rất nhiều phòng thí nghiệm khác nhau. À, thầy được đào tạo rất nhiều về vấn đề an toàn. Thành ra là coi như là lấy kinh nghiệm dạy cho các bạn. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Các bạn đã điểm danh xong hết rồi. Nếu như các bạn không thắc mắc gì thì hôm nay mình có thể nghỉ sớm nha. Nghỉ sớm mấy phút? Dạ 10 phút. Ok, chúng ta có thể nghỉ sớm 10 phút. Buổi sau thì chúng ta sẽ học tiếp chương trình. Theo cái chương trình thì hôm nay chỉ là buổi đầu chúng ta giới thiệu và thầy giới thiệu nội dung chính chương trình cho các bạn thôi. Còn nãy giờ thầy dạy như thế là cũng khá nhiều so với cái thiết kế chương trình của thầy rồi đó. Rồi nếu như chúng ta không có câu hỏi gì thì cảm ơn các bạn đã tham gia khóa học của thầy và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Chào tạm biệt các bạn. Dạ em chào thầy. Dạ em chào thầy. Dạ em chào thầy. Chào thầy. Em chào thầy. Dạ em chào thầy. Chào các bạn. Dạ chào thầy. Ơi chào em.